trai lúng túng như vậy. Tôi không tin là chưa có mảnh tình nào vắt vai. Dạ có. Có đúng không? Ừ. Mấy? Cũng ba. À, cũng ba luôn. Số 3 hình như nó linh nghiệm hay sao á. Ờ, quá ta ba bận nha, bữa nay ráng cố gắng nha. Rồi bạn chia sẻ chút xíu đi. Có mối tình nào đặc biệt không? Dạ. Mấy cô gái người yêu cũ của bạn là nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Dạ, đa số thì nhỏ tuổi hơn, cho nên là đôi khi cái suy nghĩ của họ hơi bị con nít chút xíu. Còn đối với em thì em trải qua nhiều, thì bây giờ em chỉ cần một người con gái biết hiểu, thông cảm, chia sẻ. Dạ, mình không cần gì hết, mình chỉ cần sự chân thành thôi. Trời, Diễm My đủ chững chạc luôn, đủ bản lĩnh luôn. Không có con nít đâu. À, nhỏ tuổi nhất là mấy tuổi? Dạ, 18. Ở chung không? Dạ, ở chung em có sao em nói vậy. Ở chung mấy năm? Dạ, 3 năm. Wow, vậy mình sống chung nhà cũng lâu dữ hen. Dạ. Nhưng mà rõ ràng khi mà dọn về ở chung nhà nó lấn cấn nhiều vấn đề phát sinh đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Thôi coi như đó là một trải nghiệm ha. Dạ. Anh có biết tại sao là em hay hỏi cái câu là lý do mà những mối tình trước đã chia tay không? À, không. Tại vì em muốn hiểu được cái cuộc sống của anh, những cái chuyện mà anh đã trải qua, và tìm được cái nút thắt của cái vấn đề đó để mà cùng nhau tiến tới mình giải quyết. Ví dụ đi, ví dụ về người yêu cũ á, những vấn đề gì phát sinh mà khiến cho hai bạn phải dừng bước và tách đôi ra? Em cũng không giấu, em chia tay cách đây cũng gần được một năm. Thì năm ngoái đáng lẽ là em có một cái đám cưới thật là tuyệt vời. Tại vì em đi làm suốt, em đi làm từ sáng cho đến tối, thậm chí phải đi tiếp khách phải 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ em mới về. Tại cái nghề của em thì nó đi ngoại giao rất là nhiều, cho nên là đôi khi mình không có dành thời gian nhiều cho người phụ nữ mình thương. Với lại cộng với số tuổi họ quá nhỏ, cho nên họ đứng núi này trong núi nọ, và mình bù đắp cho họ không được cái khoảng thời gian đó thì họ sẽ đi kiếm người khác. Đối với em cũng buồn, nhưng mà em không có trách người đó. Em cần sự chân thành và trung tình. Còn phản bội em thì em có thương cách mấy em cũng dứt khoát. Thôi chia sẻ với bạn, không may mắn ha. Không sao hết, còn nhiều cơ hội thôi. Đó, phải cảm ơn cô kia. Tạm biệt cô kia, xong bữa nay gặp cô đây. Wow, xuất sắc. Đúng không? Này. Nè, không hiểu lý do tại sao mà cứ hỏi về những cái lý do đổ vỡ là chuyện người thứ ba, phản bội, rồi ngoại tình. Có phải chính Diễm My cũng phải vượt qua những chuyện đó hay không? Dạ không, em chỉ hỏi để biết trước thôi ạ. Chứ em chưa bao giờ phản bội ai hết. Dạ chưa, và em cũng chưa từng bị phản bội. À, ok, vậy tốt quá rồi, vào. Đó là một cảm giác mà chẳng ai muốn tiếp xúc cả. Ha, cố gắng lên. Cảm ơn bạn rất nhiều với những chia sẻ rất thẳng thắn với chúng tôi, để Diễm My hiểu rõ về bạn nhiều hơn. Ngôi sao tình yêu. Ngay sau đây, Ngôi sao tình yêu sẽ tiết lộ kết quả cuối cùng. Diễm My và Chính Trung có đồng ý hẹn hò với nhau hay không? Xin mời. Tìm kiếm hạnh phúc thực sự đã thuộc về cả hai. Cả hai rất là vui với quyết định này đúng không nào? Còn lúng túng lắm, giống như trai tân vậy đó. Ê về. Mình giả bộ mình chàng nghèo không ai cái nọ. Có do anh bình thường đấy không? Thử coi. Cao quá. Ừ, cao thì sao? Cao thì nhóm lên. Hai bắt. Đó. Khi ngày hôm nay vượt qua bao thử thách, thậm chí là những phân vân đắn đo trong đầu mình nữa. Tại sao tôi thấy những cái nét phân vân đó trong mắt của Diễm My? Dạ, thật sự là sau những tổn thương thì em cần phải suy nghĩ kỹ cho những cái quyết định của mình. Và lần này thì em nghĩ là mình sẽ quyết định đúng. Còn Trung thì sao nào? Dạ, em nghĩ nếu mà để hợp như vậy thì chắc chắn phải có cái duyên. Còn đi đến cuối cuộc đời hay không nữa thì do cái nợ. Quan trọng bây giờ mình tiếp nhận cái duyên trước đi anh. Cố gắng gìn giữ và bảo vệ cô ấy nha. Dạ. Hứa nha. Dạ. Và 3 triệu đồng tiền thưởng đã biến mất. Không sao hết, 3 triệu chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là một cái chất xúc tác bé bé xinh xinh đúng nào rồi đó, để giúp cho các bạn vui trong chương trình ngày hôm nay thôi. Những tình cảm, tình yêu này mới là đáng quý nè. Cố gắng hạnh phúc với nhau mãi mãi nha. Dạ em cảm ơn. Và bên cạnh đó chúng tôi xin cảm ơn sự góp sức của 4 chàng trai đứng ở 4 vị trí rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Chào tạm biệt.
Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.